Vâng, điện tử Tâm Hoa xin mến chào toàn thể các bác nhé. Rất vui gặp lại các bác và anh em trong một clip nữa, clip ngày 30 tháng 3 năm 2021. Vâng, trong kính các bác và anh em, điện tử Tâm Hoa tiếp tục giới thiệu đến toàn thể các bác và anh em một cặp loa bãi xịn thương hiệu đến từ đất nước Đức. Đây là một cặp loa B3. Và cặp loa này có cái model là X12i với cấu hình được thiết kế một bát 30, một mid ép kèn. Bát này được sở hữu một chiếc từ có đường kính 17 cm. Đây là một cặp loa bãi xịn B3 X12i. Loa được sử dụng bằng giấy gân vải tẩm dầu. Chiếc tép này được sở hữu một chiếc từ có đường kính là 17 cm. Đây là một cặp loa B3 bãi xịn bên em tuyển về còn zin nguyên nhá. Với dòng loa B3 X12i thì được rất nhiều anh em đánh giá chất âm của nó rất là hay. Với cái thùng của nó được thiết kế cái chiều sâu cho nên tiếng bass của nó rất là mạnh. Vâng, cặp loa B3 X12i có giá 13.200.000. Các bác và anh em có nhu cầu một cặp loa B3 X12i hàng bãi xịn, đẹp còn zin nguyên, xin hãy liên hệ cho bên em theo hai số máy 0974637646 và 0918249265. Đây là một cặp loa B3 X12i các bác nhé, đẹp zin nguyên bản. Ok, bây giờ em test chất âm các bác và anh em cùng trải nghiệm chất âm của một cặp loa B3 X12i. AI giá trên 13 triệu đồng. Về miền Tây